Chè ai biết, chè xô của mình dài. Tôm vô đầu nhiều mấy lần á, chè vô đầu mấy lần, học bự. Ủa nãy mình về ông thiết rồi gì rồi là mấy ông đó bắt trời mua chiếc xe về 450 triệu ghê đó. Xe mô tô 450 triệu đã qua đứa con, ba đứa con à, có vợ sao mến phải không? Trước trước hay sao quên mới nhớ đây đã bà. Trước hay sao ba? Sao mà giờ ba đứa con mà nói làm gì có tiền, nó ngoại ngữ nó giỏi lắm rồi, cho công ty làm tháng mấy mà. Chục triệu mà không mong đi ông Khiết đó, hôm đó ông tính kêu bán chiếc xe Winner cho thằng Tú đó, Tú còn mến hỏi ông nãy giờ bán như 42 triệu hay gì, con ngán tiền con cho mua mà ông gắn đồ tùm lum tiền nhiều lắm, tính ra cũng nhiều tiền mà tại mến nó không chạy để làm chi bán cho thằng Tú á, tính kêu ông bán á để dựng nhà không đâu ai đâu đi lên đây có 200 mấy cũng rẻ ha.